Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến vườn mai của em Liễu để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. À, đẹp không quý vị ơi, trổ vàng rực luôn ha. Quá xá luôn, chùm con bự không à quý vị ơi, chùm con bự ha. Rồi chào em. Dạ xin chào anh Tấn, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em về một lô mai dảo Tân Châu nữa địa chỉ shop em là ở ấp Nhân Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 070-635-4223. Rồi em vô mã đầu tiên 252. Rồi 252, mã số đầu tiên của clip hôm nay. Dạ rồi, quanh là 19, bầu là 50. Rồi hôm nay cao tầm khoảng lấy 1,5 m rồi quý vị ơi. Tán ngang chắc khoảng gọn chắc khoảng tầm 1m1, 1m2 ha. Nó dao động khoảng đó quý vị. Đây, đọc chủ rõ ràng. Xương cành thì quý vị mình ngắm nghía xương cành. Cành nó xòe đều luôn ha. Đẹp luôn. Xuống đế ha, lát nữa quay mặt hoa cho quý vị xem sao ha. Rồi, để nó đây. Đế có một khối quý vị, khối kính ha. Có kính nè. Rồi giờ lên hoa luôn cái gì ơi. Nguyên cái chùm hoa luôn, bự chảng luôn. Đó, hoa hai lớp cánh bự luôn. Bông thì vàng sẫm luôn ha. À, rất đẹp không cái gì. Con chùm luôn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ rồi, mã 252 em giao luôn 1,7 triệu á, em bao ship toàn quốc luôn ạ. 1,7 triệu cây mai đẹp luôn. Rồi, rồi, em lên mã 253. Rồi, 253. Cây này cũng đẹp tuyệt vời luôn nè. Dạ rồi, hoành là 19. Bầu là 45. Rồi, em này cao lấy 1,5 m quý vị ơi. Tán ngang thì cũng khoảng tầm là 1,4 m đến 1,5 m luôn ha. Em này thì xương cành thì khỏi chê rồi. Đó, nó độ đặc nó có ha. Nhưng mà nó nhiều nhưng mỗi vị nhìn nó không có rối ha. Nhìn cũng đẹp cây nè. Đó. Đặt kẹo tay cành luôn. Còn đế cũng đặt kẹo luôn. Đó. Xê xê tiếp luôn. Thì là cây này vậy là quá đỉnh rồi ha quý vị. Đế thân cành gì cũng đẹp trơn ha. Đó. Dặn hàng cũng là quýp ạ. Giao luôn như em. Dạ rồi, mã 253 em giao luôn 1,6 triệu em bao ship toàn quốc luôn. 1,6 triệu được cái mai đẹp quá. Rồi em lên mã 254. Rồi 254. Dạ rồi, hoành là 20, bầu là 40. Đó, hôm nay cao lấy 1,5 m luôn quý vị ơi. Đáng ngang lấy gọn lấy 1,2 m nha quý vị. Rồi thân cạch. Đó, mình xuống đế nha quý vị. Đây, cụ đế ha. Rồi, giao luôn như em. Dạ rồi, mã 254 em giao luôn 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, em lên mã 255. Dạ rồi, hoành là 17, bầu là 43. Rồi, em này cao khoảng 1,6 m nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm là 1,2 m có hơn. Đó. Thân cành luôn quý vị. Rồi hoa có mặt hoa luôn nè. Đó, rồi dừng lại luôn em. Chùm hoa này đi ha. Đó. Hoa hai lớp. Bông rất đẹp quý vị. Bông bự. Cánh bầu. Bông vàng sậm rất đẹp luôn. Rồi tay cành quý vị. Bông thì quý vị thấy rồi ha, bông rất đẹp ha. Rồi để luôn quý vị ơi. Rồi giao luôn như em. Dạ rồi, mã 255 em giao luôn 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1,3 triệu. Rồi em lên mã 256. Ờ 256 cái này quá xá bông luôn. Dạ rồi, hoành là 17, bầu là 42. Rồi vàng rực luôn. Ông bướm gì bù quá sao vậy. Đó. Này cao tầm lấy 1,5 m hết đỉnh nha quý vị. Tán ngang này chắc khoảng tầm 1,3 m có hơn. Đó. Đó, hoa chùm à. Trổ đặt cây trơn này nè. Bắn lên cho chị nghĩa thân cạnh kìa.
Ờ vô phần đế quý vị, lát nữa quay mặt hoa cho quý vị xem ha. Đế nè, đặt đế quý vị, cộng bự 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 ha, này cũng khói đặt lại ha. Đó, à, quá xa luôn, đặt cây vàng rực cái trơn luôn. Rồi dừng luôn em. Đây hoa quý vị ơi, hoa bự không ha. Đó, dài dài đang vậy nè, hoa đẹp ha, hoa bụm bụm mà bự bự đẹp quá. Giao lưu nhiêu em? Dạ rồi, mã 256 em giao lưu 1.400.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1.400.000. Lên mã 257. Wow, đẹp quá. Qua cây mới của gì? Dạ rồi, hoành là 19. À, cây bên đây cũng quá xa bông. Bầu là 45. Bên này cao lấy 1m25 đi quý vị ơi. Tán ngang thì cũng cỡ 1m25, 1m3 vậy ha. Đó, quý vị ngắm nghía thân cành trước ha. Hoa thì hôm nay nó bự quá xa bự rồi. Ngắm thân cành trước, lát nữa mình xem mặt hoa nha quý vị. Đế đây, đế cũng khối nè, tay cành đây. Còn hoa thì trổ và đặt cây luôn, chùm 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 luôn ha. Rồi dừng luôn em. Đây quý vị, hoa bị chản như nè, cây hoa nó to, cảnh đẹp luôn ha, xuất sắc luôn ha. Bông thì bông chùm không những cái gì, chùm 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 không vậy ha. Đó, rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 257 em giao lưu 1.500.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1.500.000. Rồi em lên mã 258. Rồi xuống cây luôn. Dạ rồi, hoành là 23, bầu là 50 luôn. Đó, em này cao lấy 1m7 nha quý vị. Này tông cao nè, tán ngang này chắc khoảng 1m5 nha quý vị. Ở này tàn bự ha, quý vị thích tàn bự thì chốt hôm nay chơi ha. Ở thân cành thì nó đặt cái trơn luôn, đặt từ trên xuống dưới luôn nè. Đó, cành lực lực ha, đặt cái trơn. Còn đế đây quý vị. Rồi, tiếp tiếp luôn, đế cũng đặt đế ha. Rồi xem mặt hoa ha. Đây quý vị, hoa bự chảng luôn ha, cũng hai lớp bông bự luôn ha quý vị. Đó, rồi giao lưu nhiêu em? Dạ rồi, mã 258 em giao lưu 2.1.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 2.1.000 cái này bự hơn quý vị. Rồi em lên mã 259. Rồi qua 259 luôn. Rồi hoành là 21, bầu là 45. Rồi em này cao lấy 1m5 quý vị, tán ngang em này lấy mét có mét 4 ngang quý vị. Xương cành lực tàn xòe, xương cành rất lực ha. À, củ đế luôn rồi quý vị, giống như kỹ như nha quý vị. Đây, kỹ củ đế nữa ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 259 em giao lưu 1.600.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1.600.000. Dạ rồi em lên mã 260. Rồi 260. Đó rồi, hoành là 19, bầu là 45 luôn. Đó, hôm nay cao tầm khoảng 1m6 rồi quý vị, tán ngang lấy gọn gọn 1m1 nha quý vị. À, cành nè, à, chúng bẻ đều ha, xe đều tứ diện luôn. Rồi xuống đế nha quý vị, củ đế đây, nguyên củ luôn, nguyên khối luôn. Đế cũng đặt đế ha, ngắm nghía tiếp ha, thân cành nè đều từ dưới lên trên, ở trên có cái hoa đẹp quá nè. Đây hoa này cũng hai lớp quá vậy, hoa vàng sậm luôn,
Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 260 này em giao lưu 1.300.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo em. Dạ rồi, em lên mã 261. Dạ rồi, hoành là 20, bầu là 45. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m3. Tảng ngang thì chắc khoảng tầm 1m2 nha quý vị. Mình báo là báo có trừ hao nha quý vị. Ở ngoài thực tế thì nó bự hơn so với mình báo nha. Nó cành xòe đẹp luôn. Nó xưng cành lực luôn ha. Để đây quý vị. Đây cũng kính đế quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi, mã 261 em giao lưu 1.200.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1.200.000. Dạ rồi, lên mã 262. Rồi, 262. Cái này cũng tông cao đây. Dạ rồi, hoành là 21, bầu là 50. Em này cao khoảng tầm 1m6 đến 1m7 thôi quý vị ơi. Tán ngang thì em này chắc cũng khoảng tầm 1m4 đi ha. Đó, đỉnh đây. Hoa thì đậu quá xa hoa luôn ha. Giờ quý vị ngắm nghía trước phần thân cành trước đi ha. Cành nè. Cành đều ha. Đều từ dưới lên trên. Còn đế đây. Đặt đế nè quý vị. Kẹo đế trang ha. Rồi xe tiếp đế luôn. Rồi dừng lại cho giúp anh luôn. Ê quý vị, hoa ha, rất đẹp, bông to ha. Dài dài ở trên cũng vậy nha quý vị, bông nào cũng vậy ha. Bông chùm, bông bự. Giao lưu nhiêu em? Dạ rồi, mã 262 em giao lưu 1.800.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1.800.000, rồi qua cây mới luôn. Dạ rồi, lên mã 263. Rồi, 263 này cũng tông cao nó đây quý vị ơi. Dạ rồi, hoành là 20, bầu là 50 luôn. Hôm nay cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m3 đến 1m4. Đây, đọt chủ rõ ràng. Đó, hoa thì bông bự, hai lớp không ha. Lát nữa quý vị ngắm nghía kỹ hoa ha. Giờ quý vị ngắm nghía thân cành trước nha. Đó, thân cành sẽ đều rang ha. Mình xuống đế luôn nha quý vị. Rồi đế đây. Có một khối nè ha. Rồi tiếp luôn. Rồi chuẩn bị mình vô hoa luôn nha quý vị. Rồi dừng. Rồi hoa nó đây quý vị. Cái chùm này luôn đi. À đây quý vị. Chùm ha. Hoa cánh nè. Đẹp tuyệt vời ha. Đó. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 263 này em giao lưu 1.800.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1.800.000 bao ship luôn. Mã 264. Rồi 264. Thì hoa cũng đẹp nữa đây quý vị ơi. Tông cao nữa nè. Dạ rồi, hoành là 17, bầu là 45. Rồi xe luôn. Em này cao tầm khoảng 1m6 đến 1m7 luôn. Ngang này chắc khoảng 1m3 đến 1m4 nha quý vị. Đó. Quý vị ngắm nghĩa kỹ nha. Xuống đế trước luôn quý vị ơi. Để đây. Khối đặc. Rễ to. Kính ha. Kính đế ha. Bông đẹp quá quý vị ơi. À. Rồi dừng lại luôn. Đây, vô cái chùm này đi nha quý vị nè. Quá xá hoa. Kinh mít, bông trần do bực chảng. Rất đẹp ha. Mày về cái gì ghép mấy mày nhà cũng ok ha. À. Lấy bò ghép mấy mày nhà về bông đẹp quá. Rồi,
giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ rồi, mã 264 giao lưu 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,4 triệu ha. Rồi, lên mã 265. Rồi, wow, 265 luôn. Mà này cũng tông cao nữa đây quý vị. Hoành là 20. Bầu là 50 luôn. Rồi, em này cao 1,7 m. Tán ngang khoảng 1,4 m nha quý vị. Cao 1,7 m, ngang 1,4 m. Cái độ lắc câu gì ngắm nghe cái độ lắc của thân ha. Tay cành cũng đều nè. Lắc cũng đều luôn. Rồi, để đây quý vị. Để một khối luôn ha. Cống luôn nè. Rồi, xe tiếp luôn. Rồi, tiếp luôn nha. Khối đế luôn ha. Rồi, đây có cái chùm hoa đây. Cái chùm hoa gì? Hai lớp ha. 10 cánh không ha. Còn đẹp luôn nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi, mã 265 em giao lưu 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, lên mã 266 luôn. Rồi, qua 266. À, trời cũng đẹp luôn. Dạ rồi, hoành là 18. Bầu là 45 luôn. Rồi, em này cao khoảng tầm 1,7 m luôn quý vị. Tán ngang này khoảng tầm 1,4 m ha. Rồi, thân cành. Nhìn kỹ nha. Cành đặc rặt hết trơn ha. Quá đặc luôn. Để đây. Đó, để cũng kính để quá nè. Tiếp tục thân cành như cái gì. Cành quá đặc ha. Rồi, dừng lại luôn em. Đây, vô cái chùm hoa này đi quý vị nè. Hoa đẹp như nè. Đoàn do kính mít ha. Không có độ hở cánh luôn á. À, quá đẹp ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi, mã 266 em giao lưu 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, em lên mã 267. À, quá xa hoa luôn. Đó rồi, hoành là 18. Bầu là 45. Rồi. Em này cao chắc khoảng tầm 1,3 m. Còn ngang chắc khoảng tầm 1,6 m quý vị. Đây còn thân cành đây. Cái kỹ thân cành chụp xuống cho quý vị xem kỹ thân cành ha. À, này ngang cũng dễ thấy nè. Đẹp ha. Rồi giờ áp đế quý vị xem kỹ bộ đế hôm nay cái ha. Rồi đế đây. Rồi xe tiếp luôn. Để đặt luôn quý vị nè. Nguyên khối này kính mít luôn ha. Rồi vô xem hoa nha quý vị. Quá sao hoa luôn. Rồi em dừng bất kỳ vị trí nào luôn ha. À. Rồi. Rồi có cái hoa chùm chùm luôn. Đây nè. Thấy cái gì? Hoa đẹp không đây ha. Đâu cũng vậy như cái gì. Vậy dạ, dạ, đây cũng vậy ha. Con bầu đẹp quá. Con chùm chùm không ha. À. Giờ luôn như em. Dạ rồi, mã 267 em giao lưu 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. À, đẹp quá này quý vị. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Dạ rồi, em lên mã 268 luôn. Dạ rồi, hoành là 18. Bầu là 45. Rồi, em này cao khoảng 1,6 m quý vị. Đang ngang lấy gọn gọn 1,2 m nha quý vị. Đây, đọc chủ ở đây. Thân cành luôn, mình ra từ từ xuống nè quý vị. Vì mình xem kỹ nha. Rồi, cụ đế luôn.
Rồi, giao lưu như em. Dạ rồi, mã 268 em giao lưu 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, em mã 269 luôn. Đúng rồi, quanh là 21, bầu là 46. Rồi, xê luôn. Em này cao lấy mét 6 thôi nha quý vị. Tăng ngàn lấy mét rưỡi. Rồi, thân cành. Cành đặc luôn. Quá đặc. Con dòng đó ha quý vị, quan sát kỹ ha. Nó đặc kẹo vậy đó. Đó. Áp đế. Đế đây. Rồi, xé luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ rồi, mã 269 em giao lưu là 2,1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 2,1 triệu. Rồi, em lên mã rồi, 270. Đúng cây luôn. Dạ rồi, hoành là 22. Bầu là 45 luôn. Rồi, em này cao khoảng 1,7 m nha quý vị. Tán ngang hôm này nó khoảng 1,3 m đến 1,4 m. Rồi, thân cành luôn. Đó, cành xe, cành cũng bự bự không có gì. Rồi, để đây. Này, để này rất lực nha quý vị. Một khối luôn nè. Cộng bự không nè. Khối đây luôn ha. Rồi, giữ luôn nhiêu đêm. Dạ rồi, mã 270 này em giao lưu là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 2,2 triệu. Rồi, em rồi. Lên mã 271. Rồi, 271. Dạ rồi, hoành là 18, bầu là 42. Rồi, em này cao khoảng 1,6 m. Tán ngang lấy 1,2 m nha quý vị. Đó, trên cái đỉnh đọt có nguyên cái chậu hoa đẹp luôn. Đó, ở dưới đây cũng có một số hoa ha. Lát nữa quay kỹ hoa cho quý vị mình xem. Cành điều rang xe đẹp luôn ha. Rồi, củ đế luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đêm. Dạ rồi, mã 271. Rồi, nói đi. Dạ, 271 em giao lưu là 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Để mình chặn cái tay lại. Cái hoa chỗ gì nè. Hoa nó to bằng 4 ngón tay luôn á. Hoa này cũng dễ không gì nè. Hoa đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Dạ rồi, em lên mã 272. Rồi, 272. Dạ rồi, hoành là 20, bầu là 40. Rồi, em này cao lấy 1,4 m quý vị. Tán ngang khoảng 1,2 m. Cành đều luôn. Vì gì này tỉa bớt mấy cái dàn xương chỉ ở ngoài là cái này nhìn đẹp lắm ha. Này xương chỉ hơi nhiều ha. Rồi, củ đế luôn rồi quý vị. Rồi, xe tiếp luôn. Đó. Chỗ nào cũng có ha, có khối đế, một cục đế luôn ha. Nguyên thành cái cũ luôn rồi đó. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ mời, mã 272 em giao lưu 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, em lên mã luôn. 273. Rồi, 273. Dạ rồi, hoành là 18, bầu là 42. Rồi, hôm nay cao khoảng lấy 1,35 m. Tán ngang chắc khoảng tầm 1,1 m như vậy. Rồi, thân cành luôn. Cành đâu có gì cũng kỹ ha. Đó, cho anh dòng đâu có gì cũng kỹ ha, xuống đế nha. Rồi, để luôn rồi quý vị ơi. Rồi, dòng đế luôn em. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ rồi, mã 273 em giao luôn 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bắt em lên mã luôn. 274. 274. Dạ rồi, hoành là 19,
Dạ rồi, bầu là 40. Rồi, xe xe luôn. Này cao khoảng 1m3, ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Đây. Tàn xe đẹp đây. Để luôn. Rồi, giao luôn như em. Dạ rồi, mã 274 em giao luôn 1,2 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Dạ rồi, em lên mã 275. Rồi, 275. Hoành là 23. Bầu là 40. Rồi, em này cao khoảng 1m6. Tán ngang lấy 1m2 nha quý vị. Hoành bự luôn ha, hoành tới 23 hoành luôn ha quý vị ơi. Hoành to ha. Rồi, thân cành luôn. Hoa thì trổ đẹp luôn, lát nó quay hoa sao ha. Đây cái đế này. Đặt luôn gì nữa quý vị. Rồi sẽ tiếp luôn. Nó đế luôn ha. Rồi lên xem hoa nha quý vị. Rồi tiếp luôn. Hoa này đi ha quý vị. Đó, hai lớp bông đẹp luôn ha. Dài dài lên trên đây cũng vậy quý vị, cũng hai lớp bông đẹp luôn ha. Đây cũng vậy ha. Đó. Bông đẹp không ha. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ rồi, mã 275 em giao luôn 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, để quá giữ đế. Em lên mã 276. Rồi, 276. Cây này cũng đẹp nữa nè. Đã rồi, hoành là 18, bầu là 42. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m35, tán ngang cũng cỡ 1m35 luôn rồi quý vị. Xương cành nó rất đẹp nhưng quý vị nè. Xe nè. Xe đẹp ha. Rồi, xuống đế đây. Rồi, cho dòng nó đi. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ rồi, mã 276 này em giao luôn 1,5 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên mã 277. Rồi, 277. Rồi, em này cao lấy 1m3, tán ngang 1m1. Dạ rồi, hoành là 18, bầu là 45. Rồi, xây xây luôn. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị ơi. Đó. Để nhân quý vị. Đặt để ha, giao luôn như em. Dạ rồi, mã 277 này em giao luôn 1,1 triệu ạ. À. Cũng là mã cuối của clip luôn ạ. À. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ shop em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau.